Anh em ha. Hôm nay Tâm giới thiệu hai cái loại đây, cái đuôi đèn có công tắc và có thích cắm luôn. Đây, đuôi đèn các bạn hãy dùng để làm đuôi đèn ngủ cũng được nè, đuôi đèn trang trí cũng được. Rồi, đây, nó thích cắm này, xin lỗi, cái đuôi này là đuôi E27 nha, chuẩn E27 tròn. Rồi, loại này loại có công tắc tại chỗ nè, loại này cũng có công tắc tại chỗ nhưng mà có thêm cái remote điều khiển từ xa nữa. Đó, rất là tiện luôn, ví dụ các bạn lắp đem phòng ngủ chẳng hạn. Rồi, nó có cái an toàn, cái này mình gỡ ra khi sử dụng ha. Rồi đặc biệt là cái đuôi này các bạn có thể xoay thế này, xoay 360 độ luôn, rất là tiện luôn.